Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại đến với kênh BB Núi. Hôm nay mình lại có mặt tại phiên chợ Lộc Phình, review lại phiên chợ Lộc Phình cho các bạn xem. Hôm nay chợ Lộc Phình có gì các bạn nhé. Rồi, hãy cùng theo chân mình nhé. Let's go. Trong này toàn bao lợn này các bạn ạ. Đấy, toàn lợn thôi. Rất nhiều lợn con để mang đi bán đấy. Đây. Nhốt rất nhiều lợn con này các bạn. Toàn lợn con này. Đây. Chân gần đề trên chợ đằng trước này họ bán rất là nhiều vải các bác ạ. Đấy, đây có mấy xe tải luôn. Đấy, họ vận chuyển vải Bắc Giang lên đây này tiêu thụ, nhìn rất là ngon. Đấy, nhìn đã muốn ăn rồi các bạn ạ. Rất là mọng luôn này, nhiều thế. Đấy, hàng bó luôn, có cả họ vặt cả quả riêng ra đây này. Đấy, bán theo túi theo cân luôn. Đấy, không bán cuống nữa, không bán hành chùm nữa. Đấy, trồng được cả dưa này nữa. Ba xe vải Bắc Giang này bày bán này trên chợ Lộc Phình rồi luôn này. Đây là ba xe nhé, mà mấy xe ngược lại ở đây nữa các bạn ạ. Đó, này họ bày bán rất nhiều hương các bạn này, hàng ớt, hàng rau củ quả các bạn nhé. Đấy, vải thiều Bắc Giang đã được bán lên đây này, chín rất là mọng luôn này, đỏ lòm này, bán rất nhiều luôn. Bày bán vải đó nè, cực nhiều. Họ đến mua cũng rất là tấp nập các bạn ạ. Rất nhiều hàng kìa. Chợ tuần này cũng có nhiều ớt, chuối, dưa, bí, đầy đủ các loại rau củ quả. Cá chép, cá rô quá.
bơm khí ở đây đầy đủ mang đi bán các bạn này. Đấy, chợ miền núi có đầy cá luôn các bạn nhé, không sợ thiếu luôn. Này đã có một chảo ốc đậu rồi. Đấy. Chảo đậu và ăn với mì miến các bạn nhé. Họ ngồi ăn với mì miến các bạn ạ. Đấy. Miến họ đổ để trong bao sạch sẽ đây các bạn. Vừa cơm vừa miến miến. Rất là đơn giản, cho ít ớt, ít rau sống là ăn được các bạn ạ. Bên này họ bán quán phở đấy các bạn, bán phở ở đây khu vực này. Phở nóng hổi các bạn nhé. Đấy, khói nghi ngút luôn các bạn ạ, bởi vì trên này thời tiết khá là rét, buổi sáng mình còn mặc áo ấm nữa các bạn, nhiều người còn mặc áo khoác này. Đây họ bán các loại dao đá mài, dao sắc, dao nhọn các kiểu luôn. Đây các bạn nhé. Cuộc cảnh ngày chợ đây rất là tấp nập, nhiều mặt hàng bày bán đây các bạn. Đấy, chó sôi quen thuộc, nghi ngút luôn các bạn này. Đấy, nhìn rất là hấp dẫn, thơm ngon nha các bạn nhé. Sôi 7 màu. Đấy, sữa nóng luôn. Đường rất là hấp dẫn. Rất nhiều ớt này các bạn này, chẩm chéo này, hạt dổi mắc khén này. Ôi, cá chép. Đây khu cầm đầu thiên hạ đấy các bạn. Đấy, buổi sáng mọi người đã đến cắt tóc rất là đông. Và bên dưới này là khu bán thổ cẩm, váy áo phụ nữ đây các bạn. Xa đã có những cô gái đến thử váy, thử áo rồi đây các bạn, rất là tấp nập. Bình thường thì chợ xã thì cũng không đông lắm. Ở khu vực đằng sau này thì mình đã thấy là họ đang bán rượu đây. Đấy, xách chai lít rưỡi này đi mua rượu này, thử hàng chén rượu này các bạn này. Họ nếm rượu. Đó. Nếm rượu. Rượu ngon mới uống các bạn nhé. Rồi. Video của mình đến là kết thúc nhé. Các bạn nào thấy video hay, hữu ích thì nhớ like, share, chia sẻ video nhé. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và nút chuông để xem những thông báo mới nhất nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.